kiểu nữa, đó là gì? Dữ liệu không phải trả về là một cái giá trị, mà dữ liệu sẽ trả về một cái bảng, và cái tham số return trả về đây là sau đấy là cái biến biến này là cái a cộng biến với biến đây là cái bảng này. Chúng ta đặt tên cái bảng đấy là gì, và kiểu dữ liệu đấy là kiểu bảng với danh sách các cột của bảng nếu có. Chúng ta để có thể để danh sách các cột ở đây. Với các tùy chọn thì tùy chọn giống y hệt như với tùy chọn của thủ tục, và sau đó mới đến cái các đến s begin end và các câu lệnh đối với hàm đấy. Thì cái khác của cái hàm trả về kết quả của bảng thì nó có thể gồm một hoặc có thể gồm nhiều câu lệnh, nhưng thực ra nó chỉ là một cái loại thôi. Còn phía trước là hàm, chúng ta thì trả về một cái giá trị. Vậy thì xem ví dụ với trả về một cái bảng, cũng muốn đưa ra một cái danh sách sinh viên thi một cái môn học nào đó. Thực chất là gì? Chúng ta sẽ chèn vào cái bảng này những cái thông tin mà có trong thuộc tính của bảng. Ví dụ đây là cái hàm trả về danh sách sinh viên thi môn học nào đó, thì cô chỉ cần đưa gì, có mã sinh viên, họ tên sinh viên thôi. Danh sách sinh viên chỉ có gồm hai thông tin đó thôi. Với cái môn học đó, là môn học là cái tham số chuyển vào. Vậy thì khi đấy chúng ta phải rõ ràng cái gì trong yêu cầu ấy, kể cả trong bài kiểm tra chúng ta chú ý nhé, khi cô nói là cái gì là tham số chuyển vào thì các em phải làm sao, phải thực hiện đó là cái tham biến, nó là phải tham biến khi cô nói như vậy. Và cái đầu ra là cái gì thì khi đấy em phải có rõ ràng phải output đối với thủ tục. Còn hàm thì chúng ta sẽ trả về cái hay là trả về giá trị tùy theo cái yêu cầu trong cái câu hỏi. Ví dụ đây là trả về theo bảng, thì khi đấy thực chất là chúng ta chèn vào cái bảng với hai thuộc tính gồm có sinh viên và họ tên, và hai thuộc tính nó sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ insert chèn giữa bảng này bằng giữa trong bảng này được thực hiện bởi cái câu sinh viên gồm có mã sinh viên, họ tên sinh viên, và từ một cái môn học nào đó với cái tên môn được chuyển vào trong tham số, thì khi đấy cô thực hiện bởi gì, danh sách thi mà, cho nên chúng ta sẽ có liên kết từ ba bảng sinh viên, điểm thi và môn học với cái tên môn học là đã được lấy ở trong cái tham biến, mà đây chúng ta chỉ trả về để là trả về kết quả là cái bảng thôi. Vậy chúng ta sẽ xem là cái trả về kết quả của bảng đấy ta cô xài cái màn hình FPM đây. Với cái tên nêu là cái tham số chuyển vào, và bảng chúng ta chỉ có hai cột rồi. Cái này thì không cứ là yêu cầu là gì, cái khai báo cho mã sinh viên và khai báo họ tên phải khác, rỗng được mà khác cũng được, không vấn đề gì với so với cái bảng cơ sở liệu ban đầu. Cô xóa đi, tạo cái hàm đó. Thì đó, danh sách đó trả về làm cái bảng. Khi đấy, ok, thực hiện select sao, nó sẽ đưa ra danh sách tất cả các sinh viên mà thi môn cơ sở dữ liệu. Thi môn cơ sở dữ liệu. Thì khi đấy thực chất là gì? Chúng ta chèn vào trong cái bảng này. Chèn vào trong cái bảng này là hai cái tham số, tức là hai cái cột giá trị, và từ 12 cột giá trị đấy chúng ta được lấy ra từ đâu? Lấy ra từ cái lệnh select này. Thì thực chất trả về bảng là như vậy thôi. Đó là với kết quả trả về bảng. Đấy là cú pháp thứ nhất, cái dạng cú pháp thứ nhất. Dạng cú pháp thứ hai là chúng ta sau với tên hàm, danh sách các đối số, và đây chúng ta không cần phải đưa ra gì, không cần phải đưa ra danh sách những cái không phải đặt tên bảng, không cần phải đưa ra danh sách những cái giá trị mà những cái cột thuộc tính trong bảng đó, bởi vì trong cái câu lệnh select ở phía dưới chúng ta cũng gì cũng đưa ra tất cả những cái gì thể hiện, những cái gì có trong cái select này sẽ là những cái cột giá trị ở trong cái bảng, nó là cột giá trị trong cái bảng. Đấy, return table đấy. Và s return đây thì câu lệnh select này phải trong mở ngoặc đóng ngoặc. Tức là gì? Nó sẽ trả về trong cái bảng
intern đấy. Thì ví dụ, cô có một cái ví dụ như sau. Trả về danh sách các sinh viên mà sinh xong cái ngày nào đó. Sinh xong cái ngày nào đó thì khi đấy cô tạo bằng cách như sau. Return school, cái kiểu thứ hai. Sau form sinh viên, cô sẽ đưa ra tất cả những cái thuộc tính của bảng sinh viên với điều kiện là ngày sinh lớn hơn. Ngày sinh là cái tham, một cái ngày sinh mà cô đã đưa trong hệ thống. Ví dụ cô đưa ra các bảng sinh viên, các sinh viên mà sinh sau ngày tháng 9 tháng 6 năm 2022. Ví dụ như vậy. Vậy cô các em xem cô chặn cái hàm đấy. Bởi vì thực chất là gì? Nó giống như hệt nhau thôi. Mỗi tội là gì? Một cái là gì? Bảng nó đưa ra những cái thông tin trong bảng đó. Bảng đó gồm cái thuộc tính gì? Còn một cái cách thứ hai là nó không cần thiết phải đưa ra bởi vì lý do nó sẽ bao nhiêu thuộc tính nó sẽ thể hiện ở trong cái câu lệnh select của cái lệnh return này. Ví dụ như sau. Tạo một cái bảng sinh viên sinh xong cái ngày này đấy. Cô có thể đưa ra một cái sinh viên sinh sau ngày 26 tháng 10. Sinh sau ngày 26 tháng 10. Năm 2002, đây là những cái bạn sinh sau ngày 26 tháng 10. Chúng ta có tất cả các thông tin của sinh viên, gồm từ mã sinh viên, họ đệm tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh và cái mã lớp của sinh viên đấy. Và cái mã lớp của sinh viên đấy. Cái này là thuộc lớp 61TH1. Lúc nãy cô đã dùng trigger, cô xóa mất đúng nó rồi. Hôm trước thì cô dùng trigger xóa mất của nó rồi. Vì xóa liên kết luôn thì đấy là hiển thị ra sinh viên. Và bây giờ chúng ta thử xem là chúng ta hãy thông tin về điểm của các môn học theo một cái mã lớp nào đấy. Cô muốn thông tin về điểm của các môn học, ví dụ như sau. Cô trả về một cái bảng, ở đây cô có thể bảng đó cô gồm có mã sinh viên, họ tên, tên môn học và điểm. Thì khi đấy cô có thể thực hiện như sau. Tức là gì? Trong bảng này gồm có tất cả các thuộc tính như bạn sinh viên, này, tên môn học này và điểm từ với nó. Vậy thì khi đấy cô liên kết với bảng sinh viên và bảng môn học và gì? Và bảng điểm thi thì mình có điểm. Với cái mã lớp đã được truyền vào trong tham số. Ví dụ cô muốn đưa ra tất cả các thông tin của điểm của lớp 61T2 thì đây là các bảng cái gì bảng điểm của những sinh viên thuộc lớp 61T2. Cô muốn xét thứ tự có thể thực hiện cô lấy công nhóm và làm những cái công việc gì để tùy theo chúng ta có thể thực hiện. Vậy thì chúng ta thấy này, chúng ta đã học hai cái đối tượng, một đối tượng đó là hàm, một đối tượng đấy là thủ tục. Với hàm thủ tục thì với hàm chúng ta sẽ có hai cái giá trị cho phép trả về của hàm đấy. Một đó là chỉ trả về một cái giá trị thôi. Hai là cho phép trả về là một cái bảng, cho phép trả về giá trị đấy là một cái bảng của cái hàm đấy là một cái bảng. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể viết những cái hàm mà có thể thống kê về một này. Ví dụ hàm tính độ tuổi trung bình của sinh viên. Ví dụ cô yêu cầu trong cái ngoài cái bài tập thực hành công tử của ta, ta có thể viết hàm sinh viên. Ta muốn viết hàm trả về danh sách các môn thi của sinh viên có điểm cao hơn điểm trung bình của tất cả các sinh viên đó. Cái môn thi nào, ví dụ là trung bình tất cả các môn thi của em là 5,5, vậy thì em hãy hiển thị cho cô những cái môn thi nào điểm trên mức trung bình này. Thì đấy là ý của câu thứ hai. Ngoài ra thì trong cái bài thực hành số 2 thì cô có yêu cầu em viết cả thủ tục, viết cả hàm, thì chúng ta sẽ xem trong cái phần nội dung cô giao trên Google Class để chúng ta có thể thực hiện. Thì bây giờ em có thể dựa vào làm thế nào để viết được cái tính tuổi trung bình. Đây.